Ra để ôm nhau một cái nào. Bạch Kiến thấy mẹ hôm nay gầy bớt chưa? Bạch Kiến thấy mẹ gầy bớt chưa? Mà sao Bạch Kiến ác với mẹ dữ vậy? Bạch Kiến toàn ăn bánh trước mặt mẹ rồi. Cũng mà mẹ có ăn bánh này đâu. Nhưng mà mẹ thèm. Ủa sao vậy, con mẹ thèm thôi mà. Con thèm thôi à? Con thèm thôi à? Thời gian nói là phô mai. Ừ. Tặng dễ tăng cân lắm á. Dễ tăng cân lắm đây mà còn ăn trước mặt mẹ. Mẹ mà ăn vô đi là chỉ còn một tuần thôi là mẹ tăng lên ký liền á. Yêu nhau cái tình nồng. Nghiện bánh này luôn á. Nghiện bánh này luôn á? Dạ. Xem cái bánh này trên YouTube hoài bây giờ mới được ăn. Thế sao con hôm đi siêu thị con không chọn? Con có ký hay à? Con có biết gì đâu. Thật sự muốn giảm cân mà ăn nhiều á thì cuộc đời không bao giờ gầy được. Này, xuống được 4 cân. Cái đó thì mẹ thì có cậu mổ 68 cân rưỡi. Hôm nay còn 64 cân rưỡi là 17 ngày. Nha, bây là đây là dạ. tôi đi tắt này. Mẹ đây. Gần gù thì bù xi măng. Cái gì? Gần gù là gì? Cần gần, cù. Cần cù thì bù xi măng. Cần cù là bù thông minh. Cần cù là bù xi măng. Cần cù bù thông minh. Mọi người thấy em xuống 4 cân mỡ này nữa là đẹp này. Nói chung ý là ăn nhiều mà muốn gầy thì quên chuyện đấy đi nha. Ăn nhiều mà muốn gầy thì hãy quên chuyện đấy đi. Còn nếu như ai mà không muốn làm mà vẫn muốn gầy thì chỉ có cách là dạy mỗi ngày dạy lấy ba quê hương. Lại ông địa? Lại ông địa mà mỗi ngày ba quay hương mà gầy thì thôi mẹ lại một ngày mới cúng 30 cây. Trần Việt Tiến hôm bữa đi ăn bún đậu mà không gặp được chị, 3 lần vào không gặp chị rồi. Em đang đâu? Chị tập thể dục 1 tiếng chị chạy ra quán, em đang đâu? Đó, mọi người thấy không? Tập luyện nó là một sự tuyệt vời. Sao lấy chị miếng nước này đây? Trời ơi, thần. Thẻ vô. Mọi người ơi. Con tâm xin mọi người đi. Dạ. Tâm xin mọi người đi. Mấy người nhanh nhanh đi nữa. Chơi gì? Xem đây. Hôm hiểu dạo này bé Kiến đeo đôi dép này trên nhà. Chắc là do cái nhà nó trơn quá nên đôi dép với lại đôi dép này bé Kiến mới mua. Đi xem té luôn. Đó. Con đây em về Hà Nội rồi à? Trời thế này thì em sống ở Hà Nội à? Nên là mấy bà mà gọi là ảo tưởng sức mạnh ấy. Mấy má ảo tưởng sức mạnh và tin vào mấy cái sản phẩm vớ vẩn ấy. Mà nói như đúng rồi ấy thì các bà chỉ gọi là cúng tiền cho chúng nó nhanh giàu thôi. Các bà có thấy ai bán giảm cân mà béo như tôi không? Các bà có thấy ai bán giảm cân mà béo như tôi không? Chúng nó chửi tôi là bán giảm cân béo, tôi cũng phải chia sẻ. Tại vì khách nhà tôi thì sẽ biết tính tôi. Tôi nhảy dây tầm này thôi nhưng mà tối nay tôi có một trận nhậu. Hôm nay là bạn thân tôi nó vào Sài Gòn thăm tôi vẫn phải đi nhậu. Nên là bình thường tôi uống viên đốt mỡ trà giảm cân. Nhưng mà hôm nay vì tối tôi sẽ trận nhậu một trận bất đắc kỳ tử, tôi sẽ phải nhảy cái dây này. 1.000 cái rẻ nhất là 1.000 cái. Mọi người mua cái quay này và cái áo định hình ngực này ở trên TikTok đó. Mọi người nhảy này, mọi người nhìn cái mông này, khép hai cái mông lại nha, khép hai cái mông lại này, hít này, hít để cho nó khít cái yêu môn lại nha. Đó, sau đó là mọi người giữ cái hơi này, giữ cái đan điền bụng này. Mọi người nhảy 1.000 cái. Đấy, tôi phải mua cái áo định ngực cái này đâu, bởi vì là cái ngực tôi ngực silicone.
Rồi tôi mở cái nhạc lên tôi nghe mới được. Nó mới có gọi là cái động lực các bà. Music cơ nào. Music bấm mấy bài music này. Music. Nhảy như thế giảm cân chứ giảm chứ. Những người mà người ta vừa sử dụng cái dây nhảy dây người ta gầy nhanh lắm. Cái này là thật nha. Cái dây này mua trên TikTok thì rẻ lắm mọi người. Cái này mua trên TikTok thì rẻ nha. Nên là mọi người ấy, không cần phải mua bất kỳ loại giảm cân nào. Mọi người chỉ cần tập thể dục thôi. Ăn ít lại là ok. Mời nhạc lên cho vui lại rồi. Phải giữ được cái khớp không kia. Tún xài gì mà giảm cân thế? Tún nào? Mày tôi tên Tún. Nhảy ra mồ hôi ghê lắm. Nhảy dây rất giảm cân, phải chịu khó lên. Mấy ngày đầu nản lắm. Giải dùng viên thuốc mỡ trà giảm cân thì nó sẽ, nếu như mọi người đây chờ tí, mọi người hỏi dùng viên đốt mỡ bụng với trà giảm cân như Trang dùng một xuống cân không á, thì phải nói mọi người này, mọi người một xuống cân thì bất kỳ cái gì mọi người uống vào nó chỉ giúp cho mọi người 30%. Tôi đang nói đến 30% mà nói về thực tế. Tất cả những thực phẩm chức năng mà để hỗ trợ cho việc giảm cân ấy, mọi người uống ấy, nó chỉ chiếm 30% công năng ha. Nhưng mà để mà giảm thật sự, mọi người không cần phải mua bất kỳ một loại giảm cân nào cả. Mọi người chỉ cần giảm ăn và tập thể dục. Mọi người đừng có tin bất kỳ ai bán giảm cân. Nhưng mọi người muốn xuống nhanh thì giống như Trang này. Đây là thay vì uống nước lọc, Trang uống trà giảm cân là cái này ha. Rồi Trang uống viên đốt mỡ là cái này. Trang có bôi kem tan mỡ bụng. Bôi cạn kem tan mỡ bụng để làm gì? Để nó hỗ trợ khi mình tập luyện nó sẽ xuống cân nhanh hơn.
Đó là lý do là tại sao ngày 9 tháng 8 Trang 68,5 cân. Đến hôm vừa rồi là ngày 27 tháng 8, 26 tháng 8 là Trang còn 64,5 cân. Nên là tất cả những cái trà giảm cân hay viên đốt mỡ này, nó đều là những dòng sản phẩm chỉ để hỗ trợ thêm, nhưng mà nó sẽ cực kỳ hiệu quả nếu như chúng ta tuân thủ ăn giảm ít lại, ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước trà. Một ngày Trang uống 2 bình trà này nhé, 2 bình trà này. Còn những người mà đi mua cái dây này này, cái combo, cái dây tập này, thì mọi người nên mua cái áo này. Ngực của Trang là ngực sửa, ngực của Trang ngực sửa silicone, nó cũng to nên là nhảy nó sẽ bị tưng. Tuy nhiên những người nào không có ngực cũng cần phải mặc những cái bra cỡ này. Có rất nhiều người lên trên mạng rất là khiếm nhã, kêu là mặc cái áo này để khoe, đâu có khoe. Cái áo này nó cái áo định hình. Đây, cái này là những chiếc áo bra, nó định hình lại là để cho cái ngực của mình nó không xây dịch. Khi mà những người tập gym hoặc những người tập nhảy dây này hay là chạy ấy, người ta phải mặc những cái áo này này để chạy nó không bị lắc cái ngực nha. Còn khi nào mà mọi người chạy này, mọi người chạy cái tay này, cái tay lại đánh vào hông này đó. Nói chung là mọi người mỗi ngày này chịu khó ở nhà này, chạy nâng cao gối này đó, là nó sẽ đốt cái mỡ bụng dưới ha, đốt cái mỡ bụng dưới. Còn mọi người nhảy dây này, mọi người nhảy dây mà phải hít vô, hít để cho giữ cái cơ này, nhảy là hai cái chân này khép vào nhau, hít lại là cái hậu môn của mình cũng phải khít lại như vậy đó. Xong mọi người nhảy ha. Khi mà mọi người tập này này, thật sự là với một người dân nhậu như Trang ấy, Trang tập khó chịu lắm, quen nằm rồi, quen nhậu xong rồi nằm còn tập ăn rồi, không có tập. Nhưng mà mọi người biết không, trà giảm cân và viên đốt mỡ, mọi người thấy lưng của Trang không, tay lưng và đùi này, là nó đốt sạch những vùng mỡ đấy, nhưng chỉ có duy nhất cái đục này nó đốt rất chậm. Ai béo cũng biết, ăn cho lắm vô thì béo đầu tiên là béo cái bụng, sau đó mới phì ra cánh tay với lườn. Thì cái trà giảm cân viên đốt mỡ này này, nó sẽ đốt tất cả những vùng mỡ mềm trước. Còn con mỡ cục sấn này, thật sự nó rất mệt mỏi, nếu không chịu khó tập cực kỳ lâu mới xuống cái này. Còn mọi người thấy đấy, em uống trà giảm cân viên đốt mỡ là đến 7 năm rưỡi nay rồi, chân tay em cũng đã có những lúc to phải phả phí lù, nhưng khi uống vào nó phải gầy chân gầy tay tất cả, em làm gì có mỡ thừa. Ví dụ như chị Hương Hoàng, chị xuống tận 15 cân, chị xuống tận 15 cân, nhưng mà phần này này của chị rất là nhiều da thừa, vì chị xuống trong một thời gian quá ngắn và xuống quá nhiều cân. Chị Hương xuống tận 15 cân trong vòng 1,5 tháng. Khi cơ thể của các bạn ấy nó rút quá nhanh, nó rút cả mỡ, rút cả cơ, thì nó sẽ sinh ra một cái chế độ về da, về thịt các bạn nó không được đẹp, nó bị nhão ha. Nên rằng là mọi người đừng bao giờ ham xuống cân nhanh, mọi người phải xuống cân từ từ. Và Trang đang áp dụng chế độ 16-8. Bữa hôm nay ăn một bữa cuối là bữa tối là 6 giờ tối, thì 12 giờ trưa mai Trang mới ăn bữa đầu tiên. Trong suốt cả quá trình sáng ngủ dậy từ 7 giờ đến 12 giờ là Trang không ăn cơm, không ăn cái gì cả, chỉ uống trà thôi, chỉ uống trà thôi. Nhịn ăn gián đoạn là một trong những liệu pháp rất hiệu quả nha. Nên rằng là mọi người phải tập ấy, nó phải ra mồ hôi, nó xả. Tất cả mọi người nhìn này, mới nhảy một tí thôi này, mọi người thấy không, mới nhảy tập có một tí thôi này, nó ra mồ hôi rất khủng khiếp. Mọi người thấy không, đây này là mặc một cái áo định hình ở trong bra ở trong rồi, mà dùng hẳn một cái nẹt cỡ này, mà phần lưng của em nó chỉ lên được tương đây thịt mỡ thừa. Bản chất là em đã uống trà giảm cân viên đốt mỡ là mỗi ngày, nhưng với một cái lượng mà nhậu như em ấy, một ngày em nhậu nói thật các chị ấy, chưa thấy rằng là thằng đàn ông mà nhậu như em luôn, cũng không có gì đáng để khoe mẽ cả. Nhưng mà vì cái niềm vui của em như vậy, nên là khi em uống trà giảm cân viên đốt mỡ thật sự là nó cực kỳ có hiệu quả với tất cả khách hàng nhà em. Nhưng mà em hay kéo cái bụng lên để khoe mọi người, vì em hay khoe chiến tích đi nhậu của mình. Nhưng mà thực tế là khách em uống giảm cân viên đốt mỡ nhà em đã là uống đến bây giờ, em bán là 7 năm rưỡi rồi các chị. Nên em chỉ khuyên các chị là không cần phải mua bất kỳ cái gì, nếu các chị giảm ăn được, tập thể dục được,
thì không có gì là không được. Còn với những chị nào mà không nhậu bia như em, không nhậu bia, không ăn nhậu mỗi ngày như em, các chị uống trà giảm cân viên đốt mỡ, em đảm bảo là hiệu quả. Còn các chị bảo rằng là Trang ơi có thể xuống 1 tháng 5 ký không thì em bảo là không. Nhưng xuống 1 ký, 2 ký là có. Nó phải đốt mỡ thừa, đào thải mỡ, đào thải độc tố ra bên ngoài. Nó phải là một cơ chế từ từ. Không có cái gì mà nó ào một cái đẩy ra nửa ký, nửa 5 ký cả. Mình không được coi thường sức khỏe khi chúng ta uống những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không rõ nguyên liệu nó là cái gì, chưa cần biết xuống cân hay không. Nhưng mà các chị cứ đi kiểm tra thận, gan, phèo phổi các chị đi. Còn em này, các chị không cần mua, các chị cứ xem em đi. Mỗi ngày em đều cắt trà em uống, em pha em uống cho mọi người nhòm nha. Em chỉ bán cái em xài. Mạng các chị cũng quý, em cũng quý cái mạng chó của em vậy. Trời ơi, những người nào mà không xài mà cứ nói như đúng rồi ấy, em cảm thấy rất là bức xúc. Tại vì ấy, em uống trà em uống mỗi ngày rồi. Ai theo dõi em 7-8 năm nay là biết. Em giảm cân nó là cả một cuộc đời. Mỗi ngày em đều nhậu. Em nói cho chị là tối em không nhậu, mà đến 1-2 giờ đêm mà có bạn nó buồn ấy, nó gọi là em cũng lên đường, em đi La Gia làm khoảng chục chai bia em về. Đó, khi mình uống trà. Có các chị đang mới nhảy mà em đã nghỉ, em đã ngồi xuống đây nói đúng 10 phút rồi. Bắt đầu mồ hôi nó túa ra. Tại vì sao? Khi uống trà và viên đốt mỡ này, nó sẽ đốt mỡ. Nó sẽ đốt mỡ của mình bên trong. Đốt từ 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 từ. Nó sẽ chuyển hóa từ 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 từ, nó đốt mỡ nội tạng. Nó làm sạch thành ruột, nó đào thải mỡ nội tạng. Em không mỡ máu, không men gan cao, không huyết áp nha. Em là một người có chỉ số bên trong cơ thể ấy, là về sàng lọc bộ máu ấy, là hơi bị ngon đấy. Trà này là một set này là 3 gói, 3 hộp này này. Em uống không biết bao nhiêu set rồi. Đây, một gói của nó sẽ là 40 gói nhỏ này, nên một set của nó là 120 gói. Mọi người pha là phải tiết kiệm. Pha thì mọi người, em khuyên mọi người chọn mua bình thủy. Sau đó mình đun nước sôi, mình thả luôn 4 gói và mình đun sùng sục để nó thôi ra cái chất lượng trà đậm đặc, đừng quăng đi. Còn nếu như mọi người cho vào đây 4-5 gói, 7-8 gói, xối nước vô vài nước, rồi mọi người còn cái bã mọi người cất vào trong cái tô để vào tủ mát. Khi nào khoảng 20 gói mà bã ấy, mọi người cho vào cái bình thủy tinh, à quên cái bình thủy ấy, mọi người đun sùng sục, nó sẽ thôi sạch những phần trà ra để mình tiết kiệm. Trà giảm cân là 1.458.000 một set 3 hộp. Viên đốt mỡ này 860.000 một hộp 45 viên, ngày từ 3 đến 4 viên nha. Chị Hà Hương Trần, chị mua chị nhắn tin giùm em. Nên em chỉ khuyên với chị người này, nếu như ai đã đang đi khám sức khỏe định kỳ, các chị xem chỉ số máu, mỡ máu, men gan của mọi người đi. Mọi người uống khoảng 1-2 tháng trà này, mọi người đi kiểm tra lại đi. Mọi người sẽ thấy một sự diệu kỳ. Mọi người ai cũng bảo là Trang lượng hừng hực, trông rất là gọi gì, trông em lúc nào cũng năng lượng tích cực. Không phải đâu, con người em nó không bị mệt. Em đi nhậu về là em đã bảo giúp việc từ tối là pha cho một bình trà này, để cái bàn này này, em về là em bú luôn một nửa bình đến đây đã, xong rồi em bê cái bình vào trong phòng ngủ, em ngủ nửa đêm mới bị tè, xong em vào em lại cầm vào cái bình này, em bú tiếp. Em uống cái trà này thay nước lọc để nó đào thải mọi cái độc tố trong rượu bia của em ra. Nếu như mà em không có cái trà này dưỡng cho cái cuộc đời của em ấy, thì chắc em cũng đi ngắm gà hỏa thân từ lâu rồi nha. Nên là chị nào á, viên đốt mỡ em chỉ còn 100 set, cho ai mua 2 hộp em tặng 1 hộp. Chỉ còn 100 set thôi, bởi vì công ty chúng nó chuẩn bị có cơ chế khác, nó không tặng cho em nữa. Tại vì dạo này mọi người thấy đấy, em không live stream mấy, em toàn là phát lại live stream không à. Uống trà Phạm Gia này rất tốt cho đốt mỡ nội tạng, em uống từ khi Trang bán túi cho nó còn màu xanh lá đấy. Đúng rồi Võ Vân Anh, em công nhận không? Em chưa, chị công nhận. Các chị phải hiểu này, em không bao giờ chụp hình. Em không bao giờ nha. Vâng chị, em không bao giờ. Đấy, cái người khách của em á, mọi người không, Võ Vân Anh là người uống trà giảm cân từ ngày nó còn màu xanh lá là cả nguyên hộp. Ai đã theo dõi em là biết tính em. Em buôn bán xưa giờ là rất trung thực. Em có thể nói tục chỉ bậy là đúng luôn. Con người em cái mỏ hỗn là đúng luôn. Nhưng mà em không bao giờ bán lừa đảo mọi người nha. Mọi người uống vào người. Em nói thật các chị này, giàu chưa biết bao nhiêu là giàu, nghèo cũng chưa biết nghèo là nghèo em. Nhưng mà đồng tiền mình kiếm được mà mình hại người ta thì mình cũng sẽ quả báo mà thôi. Em ơi các chị, em ăn nhậu cơ đó suốt ngày suốt đêm như vậy ấy, cuộc đời em nó cứ phây phây hơi hơi ấy. Bởi vì là em vô tư, em chẳng hại ai bao giờ cả. Mọi người uống trà là chỉ có khỏe da, có thể nó chưa gầy nhanh luôn,
Nhưng mà chắc chắn mọi người sẽ thấy nhẹ người. Mỡ nội tạng của mọi người sẽ được giải quyết. Mỡ nội tạng, men gan, mỡ máu giải quyết hết. Em khẳng định luôn điều đó. Tại vì em cỡ 15 tháng 9 em sẽ đi, em test lại toàn bộ hệ thống sức khỏe của em. Bởi vì em còn bữa nhậu hôm nay và bữa nhậu mùng 9 tháng 9 sinh nhật Ma Đam Hoàng. Rồi em nghỉ nhậu một tuần để em uống trà thải độc hết, giải quyết thải độc hết. Để làm gì? Để em đi test. Khi cái chỉ số cơ thể của em nó ở cái dạng mà mình không nhậu thì nó sẽ là chỉ số men gan mỡ máu bao nhiêu. Đúng rồi, gan nhiễm mỡ uống hiệu quả. Chính xác là gan nhiễm mỡ, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, mỡ nội tạng. Cực kỳ hiệu quả cái này. Bởi vì cái này nếu như mọi người bảo rằng là xuống 5kg, 10kg một tháng không, em bảo là không. Nhưng nếu mọi người cần một dòng giảm cân, giảm mỡ nội tạng, mỡ máu, gan, men gan là mọi người phải dùng cái này. Đó. Đúng rồi, trà này mọi người uống thay nước lọc hàng ngày. Nếu những ai mà đừng uống sau 5 giờ chiều, đặc quá nó sẽ mất ngủ nha. Mọi người sau 5 giờ chiều đừng uống, nó đặc quá nó mất ngủ. Ví dụ buổi tối, trầm tối mọi người uống nhạt nhạt thôi. Còn mọi người uống ban ngày, uống buổi từ sáng đến 5 giờ chiều, nó đào thải một cách gọi là sạch sẽ. Mà mọi người tưởng tượng ấy, đây mọi người đâu, em không hề tập thể dục nữa đúng không? Em không hề tập thể dục. Nhưng mà khi mình đã gọi là mình nhảy khoảng 10 phút đấy, là nó nóng người lên. Nó nóng người lên là cái cơ chế của trà và viên đốt mỡ này này, là nó đã làm cho cái cơ thể mình đốt cháy bên trong. Đến bây giờ mọi người đâu, em thì mở ra mọi người không thấy đỏ đâu. Nhưng mà bởi vì sorry ở em bôi kem tan mỡ này, vận động mà nó nóng bên trong. Ai dùng kem tan mỡ nhà em là biết nha, là sẽ biết. Bôi thì nó không nóng rồi, nó không rát. Nhưng mà khi vận động, trời ơi, nó nóng bên trong. Kem tan mỡ cũng là cái này, trời ý. Đó, kem tan mỡ bụng là cái này. Bực đây cho người nhòm. Đó, kem tan mỡ bụng là cái này. Nhưng chị nào á mà sau sinh bụng bị dạng, bụng dạng đen, dạng thâm dùng cái này. Dạng trà giảm cân này 12 tuổi trở lên dùng thoải mái chị. Dùng thoải mái. Vì nguyên liệu của nó là nấm linh chi xanh, giảo cổ lam, trà hoa vàng, tinh sen, lá sen, trà xanh, tất cả đều là thảo dược. Nó không có cái gì mang tính chất hóa học hay là sitrabumin cả. Uống trà nhà em các chị không có hiện tượng là khô mồm. Khô mồm là một, hôi mồm là hai. Những dòng giảm cân nào các chị đang uống trên thị trường mà các chị bị khô mồm ha, bị ngứa, nhức những cái khớp xương, các chị dừng ngay. Đấy là một trong những cái hiện tượng của sitrabumin, làm ức chế thần kinh, làm cho mình cảm giác không muốn ăn, mệt mỏi. Uống trà là không có chuyện không muốn ăn nhỉ. Uống trà nó đào thải, làm sạch thành ruột. Các chị sẽ có cảm giác đói nha. Đói thì đừng có lấp cái mồm vào nồi cơm. Vui lòng cầm ngay bình trà uống tiếp. Tại mọi người biết sao không? Khi nó đào thải làm sạch thành ruột, mình luôn cảm giác mình đói. Đó là hiện tượng bình thường. Con người không ăn là phải đói. Nhưng mà những cái loại giảm cân mà mọi người uống ấy, mà mọi người không cảm thấy đói và thèm ăn, dừng ngay dùng em. Đó là một hoạt chất sitrabumin, là hoạt chất cấm. Một cái chất cấm trong y tế. Nó chỉ được sử dụng khi bác sĩ người ta làm phẫu thuật để cho bệnh nhân người ta bị ức chế cảm giác thèm ăn, với những người bị phẫu thuật ruột này, dạ dày này. Bởi vì là ví dụ bị phẫu thuật dạ dày ý, thì là không được ăn, chỉ truyền thôi, chỉ truyền chất, truyền dịch thôi. Nên rằng là khi mà bị ức chế những cái đấy ý, là chúng ta đang đi ngược lại với cái tự nhiên của cơ thể. Con người thì phải ăn đi cầu, ăn đi cầu, ngủ ủ yểu nha. Còn nếu như dùng sản phẩm mà cảm thấy không muốn ăn thì vui lòng dừng sản phẩm đấy. Các chị không cần gọi là giảm quá ghê gớm đâu. Em nói với chị nghe này, những cái dòng mỡ ấy nha. Dạ, tim tan mỡ chị. Đây là kem tan mỡ bụng chị. Đây là kem tan mỡ bụng nha. Kem tan mỡ bụng. Đây là kem tan mỡ bụng. Mọi người này, em chỉ khuyên mọi người này, những cái vùng mỡ này, những cái mỡ này mọi người đừng sợ hãi. Nó chỉ là mỡ xấu thôi. Mỡ xấu khi mình mặc đồ. Đây, vẫn còn đây. Hai két bia của tôi đây. Đây, tôi cúi xuống này, hai két bia của tôi đây. Đúng chưa? Nó chỉ là mỡ xấu bên ngoài nha. Nhưng mà cái mỡ khủng khiếp nhất chính là cái mỡ nội tạng và cái mỡ máu.
Cái mỡ nội tạng và cái mỡ máu chính là hai nguyên nhân rất dễ gây ra cho chúng ta đột quỵ ha. Nên là mấy chị vui lòng đừng sợ những cái mỡ đùi mỡ tay nha. Mỡ đùi mỡ tay bên ngoài mặc đồ nó che được, mỡ nội tạng mỡ máu thì không móc ra được ha. Nên rằng là kể cả những cháu mà ở nhà 12, 13 tuổi, các bác muốn hỏi em là các con muốn giảm cân thế nào? Dạ, hạn chế KFC dùm em, ăn cơm ít dùm em, yêu cầu nó ăn độn rau dùm em, bắt nó phải ăn cái cơ chế giảm cân. Trẻ em tỷ lệ béo phì cực kỳ cao. Kể cả những dòng sữa chúng ta đang uống trên thị trường, nó rất nhiều đường. Uống những cái đó, cái lượng đường đó nó sẽ làm cho cơ thể cực kỳ béo phì nha. Nên rằng là mọi người phải nhớ này, dù trẻ em hay người lớn muốn giảm cân phải khâu cái mồm lại. Như em này, em là sản lượng một con gà hoặc một nồi lẩu, ăn phở bò là 2 tô 150 nha. Nhưng mà em muốn giảm cân này, em khâu cái máu mà em lại, em không ra đường nữa chị nha. Em quá béo chứ gì nữa mấy chị. Đó, em quá béo thôi sao giờ. Đây này, còn phục vụ mà là tôi chết rồi, bạn dụ nhậu dù gọi rồi. Nè, đang đâu đấy? Đang ở nhà. Tôi đang say lắm rồi. Mày nhậu từ chưa? Đứa nào trên trường? Ai đây, ai đang chiếc giày đỏ đây? Chị Hiền xếp anh. Ôi giời, em chào chị. Chị Hiền muốn mở camera. Bác thấy em đang làm gì không? Có nhìn thấy đâu. Yeah. Em đây chị, đang tập thể dục này chị. Mày tập xong giờ mẹ gửi bây giờ chúng ta. Tập xong thì tí đi nhậu đây. Nhậu đi được quá. Chưa xong cuộc này mà anh đã có cuộc khác rồi. Thì mấy giờ thì có biết. Cảnh bảo là ở An Điểm đấy là xa lắm. Anh đang bảo đổi sang quận 1. Thôi đừng nhậu chỗ xa. Mình sống quận 1, mình ngồi nhậu quận 1 thôi. Trang, mày phải để cho con anh nó còn đi kiếm cả kiếm độ chứ. Ui giời, yêu đương thì tầm này. Đéo ai yêu đương, đu đéo đi, đu đéo chứ, yêu đương đéo chứ. Sao chị Hiền lại xinh thế? Sao Hiền thì xinh thế? Xinh. Gầy nhờ, xinh nhờ. Thì vẫn xinh thế. Chị vẫn xinh. Tất cả bọn xinh đẹp đều ấy chị. Thà rằng ở vậy cho thân béo mầm. Này cô bé đi chung máy bay là đòi là đổi vé về chung chuyến bay cơ, anh sợ quá anh bỏ trốn. Thế tí nữa ở đâu? Cô bé nó đi Hồ Tràm. Thì tí là tí nữa ngồi đâu? Thì ông ở cảnh vào Gian Điền mà còn 5 sao quá, bây giờ đổi lại. Cái quán đấy ngồi cũng dở lắm. Đồ ăn dở, chán lắm, không ngồi đấy đâu. Cái vấn đề ở quán đấy có con bé chủ quán xinh mà ông cứ thích ngồi đấy ấy. Gần nhà ông thôi. Bây giờ ngồi đâu này, em chốt đi để nhà ông cảnh. Em nghĩ mẹ mình cứ ra mẹ Tân Lập, nó là chỗ đẹp nhất rồi. Tân Lập bây giờ có bán không? Giờ này Tân Lập bán từ 4 giờ chiều. Ừ. Anh nhờ em một việc, em gọi cho lão cảnh chốt Tân Lập. Ừ. Như cũng đang không muốn xuống chỗ kia. Ừ. Ok đấy mọi. Nhá. Ừ. Chuyên giải quyết những ca khó. Đấy, tôi có lịch đi nhậu ở đây được chưa? Tôi có lịch từ trưa nhưng tôi không đi đấy. Có lịch từ trưa mà em không đi nha mấy chị. Mọi người đang nhậu đấy, em có đi đâu. Nghe Trang ơi. Trời ơi, đừng nhậu ăn điểm xa lắm. Hả? Tối nhậu chỗ khác đi. Thôi, lên quận 1 đi, ngồi quận 5 xa lắm. Này, ông biết tính tôi lê lết ra xa đấy. Ngồi quận 1 đi. Thế ngồi cái chỗ dê cũng được. Bên chỗ Trần Hưng Đạo bên này. Thôi. Ông dày ông quán dê đâu mà dê nóng lắm, chỗ đấy nóng lắm, thôi. Lên quận 1 đi. Thôi. Hay là ra quê nhà còn con cá tằm ở đấy được. Quê nhà nào? Quê nhà chỗ Phạm Hồng Thạch á, quận 3 á. Quê nhà trông thích ngồi ở cái chỗ đấy nhỉ. Ra mẹ Tân Lập cho nó mát. Cứ đi về Tân Lập thì lại chả có cái con mẹ gì ăn mà. Ra xích lô. Ngồi đâu được, hả? Không ra xích lô. Xích lô là ở đâu?
À chỗ Trần Hưng Đạo à? Ừ. Nói chung ra quận 1 đi, để em ngồi em nghĩ xem ngồi đâu rồi em nhắn. Đừng đi quận 5 xa lắm. Đây để bởi vì đặt mẹ bàn rồi. Ủa sao đặt bàn đã qua đâu lúc khác. Ông mối đấy đứa xong làm gì ông? Hả? Ông mối đấy chung là muốn làm gì ông? Quận 5 xa lắm, mẹ dân toàn dân ngồi ăn ở quận 1, cứ đi ra quận 5 ngồi. Chỗ em qua đó có 3 cây đâu mà xa. Thôi đi ra quận 1 đi, khổ ghê vậy đó. Mẹ ngồi chỗ đấy tao đéo có trai đẹp, đéo ngắm được cái gì, thôi đéo đi ngồi chỗ xấu đâu. Mẹ toàn với thằng già với nhau chán lắm. Già bập bênh chán bỏ mẹ. Ngồi chỗ nào tôi nhìn trai xinh thế này. Có già đâu, còn trẻ mà. Thôi đi ra quận 1. À? Đi ra quận 1. Đây để anh hỏi. Rồi chờ anh đi, anh gọi lại, anh đang lái xe. Ừ. Yeah, không ngồi quận 5 đâu. Rồi đi gọi lại nhá. Ừ. Mẹ tôi toàn đóng vai ác cơ bà. Em toàn đóng vai ác cái chị ạ. Đấy khốn nạn thân em. Các bác thấy em không? Em toàn đóng vai ác đấy. Thấy em toàn đóng vai ác không? Cho em xin top mua cái nồi lẩu bia đây. Bia đây. Trời ơi, khổ ghê. Ai biết cái chỗ kênh TikTok bia. Đây từ chờ tí nào, để mở xem này. Tôi khổ của các bà ghê vậy đấy. B-E-A-R. Này mấy má, cái nồi chủ. Thầy mẹ tôi đéo gì cái bọn này có trả cho đồng đéo nào không này. Đây mời bà. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cho bán cái nồi chưa? B-E-A-R. Vào đi mấy mẹ. Tôi khổ các bà ghê vậy đấy. Bọn này mẹ tôi cũng mua của chúng nó. Trước giờ tôi mua trên bên Diệp Lâm Anh. Nhưng mà Diệp Lâm Anh nó không bán nữa rồi. Nó bán cho bọn này này. Cái nồi bọn này này. Nó nhiều nồi lắm mấy má. Vào đây nhá. Khổ quá. Vào đấy mà tốn tiền. Chị ơi trà giảm cân là không có cái gì. Em không có khuyến mại được cái gì, chị thông cảm dùm em khổ, em lại chị, em thật cái chị này. Từ trà giảm cân hay là Hà Thủ Ô ấy, hãng nó lên giá từ lâu rồi, chị ạ, em là cái con ôm kho đấy chị ơi. Em là con ôm kho, chị ơi, chị đừng bảo em là giảm cân, chúng nó bây giờ đã chúng nó đã bị cái giá cao lắm rồi. Em thật em là cái loại gọi là tiền gửi ngân hàng thì sợ. Em toàn đi đẩy tiền vào ôm thôi. Trà giảm cân không giảm giá được. Một set là 1.458.000. Vâng, chị Phạm Thu Hà, chị nhắn tin dùm em nói thật. Em buôn bán em không có gọi là tính em hay ôm hàng. Em nói chị này, để mà các chị mua hai hộp viên đốt mỡ này tặng một hộp ý, là em phải ôm cả 1.000 set ý chị à. Em bán lẻ thì à, em bán đến bao giờ hết 1.000 set. Mà em phải ôm giá đó thì ôm cỡ đó nó mới tặng cho em. Thì em mới có cái chương trình mua 2 tặng 1 cho các chị, sản lượng đó mới cho thêm được 100-200 hộp. Các chị hiểu không? Nên là em nói thật các chị, em chỉ muốn này bán cho mọi người những cái sản phẩm mà em xài thôi. Vì mọi người thấy tóc em này, Hà Thủ Ô này đây. Mẹ em nhòm đi này. Này, đây đầu bếp đầu bẩn này. Đầu bếp đầu bẩn này. Tóc tai này. Các chị đâu? Này, từ nhuộm này, từ tẩy này. Các chị thấy em không? Các chị thấy trước ngày em đi tẩy, đi nhuộm này. Mai bốt là em còn phải đi nhuộm lại đi này. Bây giờ tóc Mai Sư Phong mà không trang điểm, các chị hiểu không? Không trang điểm thì trông nó như cái con đười ưa nhãng ngựa ấy. Nhưng mà khổ lắm, trang điểm vào nó mới đẹp, nó mới chất. Mà cái tính đi nhậu thì khỏe rồi, ôi đi đâu cũng tóc tai nó xòe lè. Hà Thủ Ô nhà em là các chị khỏi bàn nhá. Hà Thủ Ô nhà em ấy là các chị mua Hà Thủ Ô nhà em mà tóc các chị xinh làng. Hey, các chị đông, tóc của em là mềm mượt mà lại còn mọc không có dụng. Trời ơi các chị ơi, khổ em, các chị thương em. Em không giảm giá được. Em lại các chị cắn răng còn gọi lại các chị. Trà giảm cân viên đốt mỡ vào. Em nói thật, dù nó là hàng Việt Nam nhưng mà nó là một dòng hàng tốt, nó có cần quảng cáo. Các chị không bao giờ thấy cái trà Phạm Gia này quảng cáo trên tóc cái YouTube. Nguồn nguyên liệu nó có nhiều đâu. Hôm rồi Hà Thủ Ô còn chậm các chị 20 ngày đấy các chị. Em ơi các chị không bao giờ thấy những cái dòng sản phẩm này của em chạy quảng cáo. Em thật chạy quảng cáo thì bán được đi tận đến tận đâu rồi. Nhưng mà với những người mà có ý gu là phải uống một set xuống 5kg thì không phải sản phẩm nhà em. Nó không phải sản phẩm nhà em nên là em không có nói dối được. Các chị phải giảm ăn xuống lại, thay vì ăn 5 bát cơm giống em thì ăn 4 bát. Xuống 3 bát, rồi xuống 2 bát, rồi xuống 1 bát. Từ từ, rồi tập, bởi vì sao?
trà giảm cân và viên đốt mỡ. Nó sẽ đào thải cái lượng mỡ ở trong cơ thể ra. Bây giờ cái bụng mình là to cỡ này, cái người mình là béo cỡ này, nó chưa kịp đẩy làm mềm mô mỡ của mình để nó đẩy ra thì mình còn tặng vào cái mồm. Mình ăn gấp 5, gấp 10 người ta thì làm sao mình gầy. Em nói thật đấy. Đó thấy không? Đấy nó ráo môi nha. Giờ em nhảy 5 phút này. Em nhảy 5 phút cho chị xem. Nó đốt mỡ ghê lắm. Uống trà giảm cân các chị chỉ cần mua cái này. Nhớ mua cái đai này luôn nha. Trên Top Top là người ta bán cái đai định hình ngực như này. Cái này riêng nhưng còn đây là cái áo ngực của tôi. Đó. Chị có nhảy. Một ngày nhảy nửa tiếng thôi. Em nhảy được 15 phút rồi. Đó thấy không? Vâng chị Holiday Hường. Trời ơi em buôn bán xưa giờ. Rõ ràng mà tạc lắm. Mở cái nhạc lên cho tí. Không khí mấy chị ơi. Nhảy mà nó buồn quá. Chị ơi, chị đừng comment địa chỉ. Chị nhắn tin giùm em. À quên. À quên. Còn một bài tập để giảm mỡ bụng cho mọi người. Quên. Đây. Bài này Phở Lanh. Mọi người tập một ngày mỗi ít một động tác. Phở Lanh nữa mọi người. Em không giỏi như Hương Hoàng. Với cả Mai mua cái thảm. Phải mua thảm tập trơn quá, mồ hôi nhiều quá. Phở Lanh này. Phở Lanh rất tốt. Phở Lanh mọi người, Phở Lanh được khoảng 3-5 phút một hiệp. Ngày Phở Lanh 3 hiệp gầy lắm. Nó đốt mỡ gầy lắm. Nhưng mà cái này của em nó bị mồ hôi nhiều quá, nó trơn. Thôi để em mua cái thảm. Với cả mọi người này. Mọi người tập nằm ra xong rồi gập cơ bụng nha. Có nghĩa là những cái bài mà gập cơ bụng như vậy ấy, nó sẽ tốt cho việc đốt mỡ. Nên là ví dụ mọi người này, đây em nằm đây cho mọi người nhìn nha. Này, nằm. Vai này, lưng này, mông này. Xong rồi thế này.
Em nghe. Cái gì? Trời ơi, ngồi tất là cũng được. Anh mới vào. Nhá. Mấy giờ? Thì giờ nào cũng được. Chắc dày tầm 5-6 giờ à? Ừ. Nhá. Ok, anh mang rượu, em mang rượu đây. Anh đang trên đường ở Vũng Tàu mà sợ nó kẹt xe. Chắc hôm trước nhậu ở 46 còn một ít rượu. Nhà, còn... nhà em thiếu gì rượu? Ờ, thì em mang rượu đi. Em mang rượu của em đi. Nhá. Thì anh cũng không về nhà. Rồi, chốt lại. Chốt lại cho mang rượu, ok. Ok em. Yeah. Rồi. Ừ. Đấy. Tập cho cố vô đi nhậu đây. Nên mọi người đừng bảo vì sao em tập hoài nó không gầy. Là em nhậu mỗi ngày ấy. Đã ui ui, suýt thì ngã, trời ơi, mồ hôi một cây. Đấy mọi người thấy không? Nên là mọi người ấy, mọi người, đấy, mọi người nhớ giùm em, muốn giảm cân là phải khâu mồm. Em bây giờ em chạy lên trên, tiện mặc bộ đồ này em chạy lên trên phòng gym. Em chạy bộ miếng. Lên chạy bộ miếng nhá. Chạy bộ cỡ 20 phút. Xuống phòng gym chạy bộ 20 phút.